Nguyên Vũ lên tiếng khi vệ sĩ tố cáo Vũ Lân và Phương Lê. Thưa quý vị, drama Vũ Linh có những bước ngoặt mà không ai ngờ tới. Chỉ vài ngày hòa giải, sóng yên biển lặng, chưa bao lâu thì vào chiều ngày 27 tháng 11, quản lý kiêm vệ sĩ của Nguyên Vũ đã trả lời phỏng vấn các kênh YouTube và trần mối quan hệ giữa Vũ Linh và Phương Lê, ám chỉ anh hai của Hồng Loan đã hớt tay trên toàn bộ 3 MV triệu view quay cùng Hồng Loan. Mặc dù bản thân nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không phải là người đầu tư, không những vậy, anh hiệp quản lý của Nguyên Vũ còn cho biết có bằng chứng kênh YouTube của Vũ Luân Entertainment đã nhẫn tâm xuống tay đánh kênh YouTube non nớt vừa được tạo lập của Hồng Loan. Thông tin này là thông tin nóng nhất ngày hôm nay, làm bùng nổ một drama mới, và nếu không giải quyết khéo léo, nó sẽ là tai tiếng lớn nhất sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Anh hiệp là quản lý vệ sĩ riêng của Nguyên Vũ, trước việc người dưới trưởng phát ngôn ảnh hưởng đến đàn anh, vừa qua ca sĩ Nguyên Vũ đã lên tiếng nêu lý do tại sao anh hiệp lại trả lời phỏng vấn các kênh YouTuber như vậy. Muốn yên lặng nhưng không thể, đây là việc tung tên sai sự thật với lời xin lỗi tiền tỷ đã khiến cho vệ sĩ của Vũ bức xúc và tự đi gặp riêng các YouTuber để nói lên sự việc. Do Vũ là sếp bạn ấy nên Vũ xin nhận trách nhiệm về mình và nói ra một lần cho xong để mọi chuyện được khép lại. Danh dự và lòng tự trọng không bao giờ cho phép Vũ nhận lời xin lỗi kiểu như thế này, và mẹ Vũ lại càng không bao giờ để việc này xảy ra. Một người chân thành thì dù một hạt muối cắn đôi cũng vui, còn kẻ không biết điều thì dù có tiền tỷ cỡ nào cũng là vô minh. Vũ không biết ai đã đứng sau để chạy những bài như thế này và cũng đã thành công khi ảnh hưởng đến danh dự của gia đình Vũ. Vũ mong hãy dừng lại, đừng đưa thông tin không đúng như vậy sẽ làm tổn thương hơn. Vũ xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này và chân thành biết ơn sự quan tâm, động viên của mọi người dành cho Vũ. Sáng ngày 27 tháng 11, mạng xã hội bất ngờ lan truyền nhiều thông tin Phương Lê đã đến nhà gặp riêng mẹ của ca sĩ Nguyên Vũ và gửi tặng mẹ nam ca sĩ một chiếc nhẫn kim cương trị giá 5 tỷ đồng. Không chỉ giật tích thông thường, một kênh YouTube còn giật luôn các phần nội dung bên trong. Vì sự lan tỏa quá lớn, ekip của ca sĩ Nguyên Vũ đã nắm được thông tin và vô cùng bức xúc. Anh Sang đã chi hơn 20 triệu làm MV cho Hồng Loan, chứ không phải là anh hai Vũ Luân. Thưa quý vị, 3 MV làm chơi nhưng ăn tiền thật của Hồng Loan hiện tại được phát trên kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân với độ hot tên tuổi hiện tại. Dù 3 MV này thực hiện rất đơn giản, song MV nào cũng đạt được triệu view. Tận dụng độ hot của 3 MV này, ekip của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân còn nhân bản tạo thành những video liên khúc, đem về nguồn tiền rất lớn cho kênh YouTube của Vũ Luân Entertainment. 3 MV này thực hiện tại phim trường của Vũ Luân, nam nghệ sĩ cũng từng tuyên bố MV chỉ quay chơi, làm kỷ niệm cho Hồng Loan. Trong suy nghĩ của nhiều khán giả, cây nhà lá vườn, làm chơi thì Vũ Luân sẽ là người làm truy, đầu tư cho MV. Tuy nhiên, theo chia sẻ của quản lý ca sĩ Nguyên Vũ, thì anh Sang đã phải bỏ hơn 20 triệu để làm MV cho Hồng Loan. Còn Vũ Luân chỉ đóng vai trò là người tham gia sản xuất. Vậy số tiền doanh thu có được từ 3 MV này có được chia cho anh Sang và Hồng Loan hay không? Khi người thì có công bỏ tiền, còn người thì bỏ hình ảnh. Quản lý ca sĩ Nguyên Vũ còn cho biết, tiền đầu tư MV không phải là của Vũ Luân và MV này là của Hồng Loan. Nhưng khi cô up 3 MV này lên kênh YouTube thì đã bị chính Vũ Luân đánh gậy bản quyền. Anh Hiệp, quản lý kiêm vệ sĩ của Nguyên Vũ cho biết, anh nắm trong tay bằng chứng Vũ Luân đã đánh gậy bản quyền kênh YouTube của Hồng Loan. Thưa quý vị, nếu những chia sẻ của anh Hiệp là đúng, thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân không chỉ đối mặt với nghi vấn là ăn trộm tiền doanh thu MV mà còn ác đến mức là muốn chiếm hữu 3 MV, được cho là làm chơi, làm kỷ niệm của Hồng Loan. Tệ hơn nữa là ra tay thẳng với em gái của mình, khiến kênh YouTube non nớt của Hồng Loan bị mất uy tín và mất đề xuất. Thông tin này hiện đang gây sốc cộng đồng mạng, một drama mới đã xảy ra và tâm điểm chính là anh hai của Hồng Loan, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Khác với thời điểm đầu được tung hô là người anh chuẩn mực bảo vệ em gái, giữ trọn đạo với người cha nuôi đã khuất, thì trong cuối thời gian drama Loan Phượng, anh hai Vũ Luân liên tiếp dính điều tiếng, đặc biệt khi xuất hiện kè kè với bà hoa hậu Mỏ Hổn và thị phi Phương Lê. Sau buổi họp mặt gia đình thì má Tư, Hồng Loan và chị Ni đã liên tục thay nam nghệ sĩ tẩy trắng, mong cộng đồng mạng tha thứ cho anh hai Vũ Luân. Vết ổ này chưa kịp phai thì nay lại chồng thêm một vết chờ khác còn nặng nề hơn. Hiện tại, tất cả thông tin liên quan đến phần YouTube chỉ là thông tin một chiều từ phía quản lý của ca sĩ Nguyên Vũ. Tuy nhiên, nếu nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân không có lời giải thích thỏa đáng hoặc vỡ miệng thêm một lần nữa, thì sự nghiệp bao lâu nay mà anh gây dựng khó mà bảo toàn. Gia đình 67 tiếp tục kiện mì xào, mặc kệ lời văn xin gia nhập đội quân kênh. Thưa quý vị,
Nếu Hoa hậu Phương Lê được đặc biệt danh là Hoa hậu mỏ hổm nhất Việt Nam, thì có lẽ Mì Xào chính là Hoa hậu nham hiểm nhất. Dù là doanh nhân, Hoa hậu quý bà, quý ở các kiểu còn đà điểu, song màn quay xe khét lẹt Văn Sinh gia đình 67 vừa qua đã chứng tỏ cô ta còn thua cả YouTuber độc quyền quán bún bò. Tuy nhiên, đau đớn thay, YouTuber độc quyền kia còn được tập đoàn Kênh Kênh chào đón. Mì Xào đến với tập đoàn ăn chặn còn không chịu tiếp nhận. Kính thưa quý khán giả, giai đoạn đầu của drama khi Hồng Loan đã chiếm được ưu thế trên truyền thông, nắm bắt được tâm lý của khán giả, Misun đã đứng ra làm chuỗi series bảo vệ Hồng Loan, phân tích việc làm sai trái của gia đình 67 để cầu like, kiểm view, để thu hút sự chú ý của phía Hồng Loan. Mì Xào đã liên tục tung ra những thông tin không được kiểm chứng đến từ một Facebooker có tên là Teresa, phao tin những đơn vị truyền thông đi phủng điếu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sổ tiền hàng trăm triệu đồng. Thông tin này không những không giúp lợi ích gì cho phía Hồng Loan, ngược lại còn tạo dư luận xấu cho phía con gái ông Hoàng Cải Lương, gây hoang mang dư luận và rối ren trong câu chuyện pháp lý. Vì hành động thiếu trong sáng, Mi Xuân Thiện bị chị Ni cho ăn cục lơ nên đam lòng ganh ghét. Chuỗi sự việc tặng quà bị phạt 7 triệu rưỡi vì lá đơn của Thành Guitar đã tích lũy thêm lòng sân si chấp phạt để bụng hận thù trong lòng người phụ nữ này. Và đã đến lúc không thể kìm nén được cơn ác thủ trong người, Mi Xuân Thiện đã chính thức quay xe với Hồng Loan. Lấy bệnh tật làm khiên chắn để bảo vệ cho bản thân, nằm viện nhưng nói chuyện lại rỗn rang khỏe hơn cả người không có bệnh. Mi Xuân Thiện đã lên một video dài hơn một tiếng đồng hồ dành tặng riêng cho chị Ni. Nữ YouTuber này gỡ gọn tất cả những thông tin không có căn cứ được phía Kênh Kênh sử dụng nick ảo tung ra trong thời gian qua, đặt điều nói xấu về chị Ni, một mũi tên trúng hai đích. Vừa ăn không được, phá cho hôi, vừa nịnh ve bởi không chỉ lá đơn của Thành Guitar mà thời gian tới Kênh Kênh sẽ làm tới câu chuyện vụ Mì Xào vu khống. Có khả năng 67 hoặc Phượng Ve sẽ là người đứng đơn. Mục đích phá cho hôi, tên vì yêu thương mà đến đã thất bại. Mâu thuẫn, nội bộ vì yêu thương mà đến đã được hóa giải tình cảm, anh em thêm kháng khích bền chặt. Mục đích thứ hai, nịnh ve cũng có nguy cơ không thành công. Vừa qua, nét Facebook Lương Văn Bình đã có status cho biết Mi Xuân Thiện đã liên hệ xin lỗi 67 với dụng ý là xin tha lỗi. Tuy nhiên, phản ứng của Long Hồ và những người bên phía của Kênh Kênh đã cho biết lời xin lỗi này vô tác dụng. Cụ thể, Lương Văn Bình đã chia sẻ như sau. Chị Mi Xuân và lời xin lỗi. Đức Phật dạy, ông trời có đức hiếu sinh, cái gì bỏ qua được cứ an nhiên bỏ qua. Điều này có thật sự đúng trong câu chuyện của chị Mi Xuân hay không? Mình không biết chị ấy dành bao nhiêu tập trong series trọn bộ 65 tập của chị ấy để vu khống xuyên tạc nói sai sự thật về gia đình của cô Sáu chú Bảy. Và điều này đã tác động trực tiếp đến 112.000 người follow trên Facebook và 184.000 người theo dõi trên YouTube trong việc tấn công bôi nhọ xúc phạm gia đình cô Sáu chú Bảy trong thời gian vừa qua về tinh thần lẫn danh dự. Vậy lời xin lỗi của chị Mi Xuân gửi đến cô Sáu chú Bảy có tác dụng gì so với những mất mát họ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua? Dù cho chị Mi Xuân có thành tâm thiện chí đi chăng nữa, thì lời nói ra như ly nước đổ đi làm sao hốt lại được, phải không chị? Tôi là người theo dõi vụ việc, tôi tận mắt chứng kiến chú Bảy thẫn thờ, thất thần, đau buồn như thế nào. Trước và trong ngày giỗ tổ, một phần lỗi lầm chị cũng có phần tham gia, nên tôi không đồng tình lời xin lỗi vì thật sự nó không thể xoa dịu được những gì họ đã trải qua. Nhưng để chị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng quá xót xa cho chị. Nếu có thể cho chị một lời khuyên, em nghĩ chị nên xin lỗi 296.000 người theo dõi chị vì đã tin lời nói của chị, mà xúc phạm tấn công gây ra những tổn thương về tinh thần và danh dự của cô Sáu chú Bảy. Còn lời xin lỗi của cô Sáu chú Bảy thì cứ để hữu xạ tự nhiên hương, chỉ nói lên tiếng lòng của mình bằng trái tim chân thành của chị, tự khắc sẽ chạm đến trái tim của cô Sáu chú Bảy. Trời phú cho chị giọng nói mạnh mẽ, có xúc cảm, truyền cảm, em mong chị mang đặc ân đó truyền tải những thông điệp tốt đẹp, những giá trị nhân văn đến với mọi người. Vẫn còn nói cũ, em mong và hy vọng em sẽ là fan hâm mộ của chị và đồng hành cùng chị vào một ngày gần nhất. Bên dưới bài viết của Lương Văn Bình, Ngô Thị Long Hồ đã bình luận: lên công an củ chi nhận lỗi, đóng 7 triệu rưỡi, về xóa hết clip cũ là xong, là nhà cậu tha lỗi liền. Khi mục đích ảo bình luận: em thì không thấy quá thẳng tay, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Ngày đó khi cô Sáu chú Bảy đang bị mũi dùi của cộng đồng mạng tấn công, thì thay vì bà có lượng fan như thế thì nên tìm hiểu kỹ thông tin để đưa ra cho đúng, thì bà lại chọn cách vu khống gia đình người ta, thấy người ta chết đuối không cứu vớt thì thôi, còn đạp cho người ta thêm một cái. Thì thôi, đối với em không cần nhân nhượng với hạng người đó.
Mặt khác, bản thân bả là người có bệnh mà còn không biết tu tâm dưỡng tính, tích thêm phước đức mong cho bệnh tật tiêu tan, có thêm phần nào sức khỏe thì bả lại chọn con đường khẩu nghiệp, phù khống các kiểu, thì rõ là bản thân bả còn chưa thương, thì làm sao biết thương thai hay đồng cảm cho người khác. Cho nên, nếu là em thì em sẽ không bao giờ khoan nhượng với hạng người như thế, không phải chỉ vì bản thân mình mà còn vì cộng đồng nữa. Hãy để người như bả chịu trách nhiệm trước pháp luật với những hành vi mà bả đã gây ra, đồng thời cũng là để làm gương cho kẻ khác. Ngô Thị Long Hồ đã tỏ thái độ ủng hộ với bình luận của Facebook này, vậy thì mình cứ đâm đơn tiếp, còn tha lỗi hay không là việc của công an Củ Chi. Như vậy, bên phía Cần Cần xem ra họ đang rất cứng tay, họ không dễ dàng chấp nhận hai chữ xin lỗi từ Misun. Thưa quý vị, trước đây YouTuber độc quyền quán bún bò quay xe với Hồng Loan chạy về phía của Phượng Ve vẫn được 6-7 giơ tay đón nhận, xem như con cháu trong nhà. Còn Misun nhục nhã hơn là chạy về phía Hồng Loan cũng không được, mà chạy về phía Cần Cần cũng không xong, đi đâu cũng bị xua đuổi. Giờ đây chỉ có cơ quan chức năng là nơi đang phải gọi nàng hậu, xem ra đây là cái giá của những kẻ chơi hai hàng và chơi dơ.